Đây là cách nhanh nhất để quý anh chị có thể mua USDC trên sàn của Coinbase. Bây giờ quý anh chị login vào trong cái app của Coinbase. Quý anh chị vào trong đây. Sau khi quý anh chị vào trong đây rồi đó, điều kế tiếp quý anh chị cần phải làm đó là gì? Bấm vào Buy and Sell button này. OK, quý anh chị click vào. Sau khi quý anh chị click vào xong đó rồi đó, quý anh chị click vào ngay cái chỗ Buy, Buy Crypto with Cash cho Jimmy. OK. Sau đó đó, quý anh chị search ngay chỗ này, tìm cái đồng USDC ha. Còn không thấy thì mình search. OK. USDC đây là đồng coin mình muốn mua ngay chỗ này, OK? Click vào trong đây. Sau đó quý anh chị nhớ là cái điều gì ở đây là mua nè ba chỗ này, còn ở đây là sell của mình mua nè, thấy không? Sau đó quý anh chị muốn mua số tiền là bao nhiêu? Ví dụ như là chị mình muốn mua số tiền là một ngàn đô ha, chị mình đã giả sử như vậy. Và sau đó đó quý anh chị nhớ là mình hãy setup sẵn sàng những cái nhà ban của mình chọn đúng cái nhà băng của mình thí dụ như là chị mày muốn là lấy tiền từ nhà băng này qua giả sử như vậy là từ nhà băng này của chim mày chim mày sẽ xong rồi ok và sau đó quý chị muốn mua một ngàn đô usd ok một ngàn đô US, usd thành usdc thì quý chị click ngay chỗ này nè là mình đang mua usdc đúng không quý chị nhớ thấy không ba usdc nè phải max sure ngay chỗ này là usdc nghe quý chị nha nhớ ngay chỗ đó rồi okay. thì một ngàn đô USDC ngay chỗ này. Sau đó quý anh chị nhớ là make sure cái nhà băng này của mình nha tại vì có nhiều người họ mua nhưng mà họ chọn lộn cái nhà băng hay là họ chọn ví dụ như là mua qua apple pay giả sử như vậy là sai mình phải mua là ngay cái nhà băng của mình tại vì apple pay nó có cái phí nhỏ nha quý anh chị nha ok chọn nhà băng click review order quý anh chị thấy không thì khi mà quý anh chị mua một ngàn đô usd thành usdc đó thì quý anh chị thấy nè pay từ nhà băng của quý anh chị cái chỗ này thấy chưa số tiền là 1.000 đô cái phí là free tại vì Coinbase đó khi mà quý chị mua USDC đó nó không có phí nha quý chị nha ok và quý chị nhớ là play cái order này và cái số tiền của quý chị đó là nó sẽ được à, trừ từ nhà băng của quý chị trong vòng 3 ngày có nghĩa là gì khi mà quý chị nạp cái số tiền một ngàn đô này vào đó quý chị có thể dùng số tiền này và quý chị có thể trade ngay lập tức trên sàn Coinbase nhưng quý chị không thể nào gửi cái tiền này đi ngay lập tức qua sàn MEXC được tại vì sao cái tiền của mình nó kết nối vào trong nhà băng đó thì nó sẽ tốn khoảng chừng vài ngày nha quý anh chị nha tốn khoảng chừng 3 ngày mới cho mình gửi đi quý anh chị lưu ý vấn đề này đây là cách thức mình mua ok đơn giản là như vậy bấm chữ play order là xong ok bỏ số tiền chỉ mình go vào thêm một lần nữa để cho mọi người thấy và hiểu ok click vào buy and sell sau đó click vào buy ok và sau đó quý anh chị chọn cái đồng usdc hay là mình sợ ok sau đó quý anh chị bỏ số tiền mình muốn mua ví dụ muốn mua hai 000 đô thì bỏ hai 000 đô ok và sau đó mình chọn cái nhà băng mình ở dưới đây ok và tùy theo cái limit nhà băng mình nó cho mình mua như thế nào click vào trong đây và mình mua với USDC nè thấy không hiện ở chỗ này click vào review order sau đó quý chị sẽ thấy được là cái phí là như thế nào là free nè bấm chữ play order là xong ok play order bây giờ chưa có play order rồi okay. thì đây là cách thức trước khi mà Jimmy muốn dẫn thêm cho mọi người đó là quý chị lưu ý thêm một điều nữa là ví dụ nếu mà quý chị vị mà wire tiền, quý anh chị chuyển tiền mà wire vào trong nhà băng của quý anh chị hay là ví dụ như là ACX deposit đó thì khi mà quý anh chị ACX deposit thì thường thường đó là nó nằm ngay chỗ này nè quý anh chị quý anh chị kéo xuống dưới nè ACX deposit quý anh chị thấy không? nó nằm trong cái phần uh, direct deposit chỗ này thì nếu mà quý anh chị á mà có nạp tiền vào trong cái tài khoản Coinbase của quý anh chị đó thì quý anh chị nhớ chọn là USDC nè để mình khỏi phải đi mua cái tiền USDC quý anh chị thấy không? ví dụ nếu quý anh chị nạp tiền mà dùng bằng hình thức bank deposit hay là ACX deposit thì mình nhớ chọn cái asset của mình là USDC nha, ok? Thì mình nạp tiền vào rất là nhanh. Ok, vào trong đây, ok? Tại vì có nhiều người họ chọn những cái đồng côn khác thì mình phải mua lại tốn thời gian. Ok. Thì nếu quý chị nạp tiền thì chọn USDC, ok? Thì cách thức mà